chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Các bạn hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký, nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin giới thiệu các bạn món cháo cá rất đơn giản và dễ làm ở nhà. Nguyên liệu gồm một con cá, nửa chén gạo, một trái bầu, 200g nấm rơm, hành lá, hành tím và gia vị đường, bột ngọt, muối, tiêu, ớt, nước mắm, dầu ăn. Bây giờ chúng ta sẽ vào chế biến. Bây giờ các bạn cho một nồi nước khoảng 2 lít nước lên vào nấu trước và bật một cái chảo lên cho nóng. Khi chảo đã nóng, các bạn cho gạo vào và rang cho gạo nóng. Rang như vậy là làm cho gạo chúng ta sẽ nấu cháo mau nhừ hơn các bạn. Khi gạo đã nóng, chúng ta sẽ cho qua nồi nước chúng ta đã bắt sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ cho một cái chảo lên bếp, bật bếp lên. Khi chảo đã nóng, chúng ta sẽ cho phần dầu ăn vào. Chúng ta sẽ đảo một vòng cho nó, cho phần dầu này đều chảo. Chúng ta sẽ bớt nhỏ lửa lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cá vào. Chúng ta chiên cho con cá này hơi vàng và được nha các bạn. Chúng ta chiên như vậy sẽ làm cá sẽ thử được cái mùi tanh nha các bạn. Lửa nhỏ thôi các bạn. Khi cá đã hơi vàng như vậy rồi, chúng ta sẽ cho qua nồi cháo. Tắt bếp. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh nồi cháo cho lửa riu riu nha các bạn, cho gạo nhừ nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt dĩa lên và bếp. Chúng ta sẽ cho 2 củ hành tím vào nướng. Hành tím nướng này sẽ làm cho nồi cháo chúng ta thơm hơn nha các bạn. Và ngon. Hành tím chúng ta đã có mùi thơm rồi các bạn.
Chúng ta sẽ cho phần hành tím nướng vào nồi cháo. Bây giờ chúng ta sẽ sắc bầu. Bầu các bạn phải để nguyên trái, các bạn rửa sạch hết. Và để nguyên vỏ này các bạn. Để nguyên vỏ ăn rất là ngon. Bây giờ sẽ bỏ hai cái cuống. Cái đầu này. Khi cá đã chín, chúng ta sẽ vớt cá ra. Bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên. Chảo chúng ta còn miếng dầu nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần, khi chảo nóng chúng ta sẽ cho phần nấm rơm vào. Nấm rơm các bạn mua, nấm rơm các bạn phải mua lựa nấm rơm nhỏ như vậy nè là nó mới ngon. Tôi thấy nấm rơm xăng là như vậy nè các bạn, chúng ta sẽ cho phần nấm rơm qua nồi cháo. Và chúng ta vẫn để bếp như vậy luôn. Bếp còn một chút xíu dầu như vậy nè các bạn. Chúng ta sẽ cho phần bầu vào. Chúng ta sẽ trộn đều. Chúng ta xào sơ phần bầu này. Như vậy là được rồi các bạn. Chừng nào cháo nhừ á thì chúng ta sẽ cho phần bầu này vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp. Chúng ta cũng thường thường xuyên đảo nồi cháo như vậy nè nha các bạn, để tránh tình trạng cháo chúng ta sẽ bị khét. Đảo từ dưới lên trên như vậy nè các bạn. Khi nồi cháo đã sôi và cháo đã nhừ rồi các bạn, chúng ta sẽ cho phần bầu vào. Bật ta sẽ từ từ nha các bạn. Sau đó chúng ta trộn phần bầu lên cho đều nha các bạn. Để cho nồi cháo chúng ta sôi thêm một lần nữa, chúng ta sẽ nêm. Khi nồi cháo chúng ta sôi, các bạn sẽ cho muối vào. Và đường. Một chút xíu bột ngọt nha các bạn. Chúng ta sẽ quay đều lên cho gia vị hợp. Nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Thì chúng ta đã nêm vừa ăn nồi cháo rồi, thì chúng ta sẽ cho một chút xíu nước mắm vào cho nồi cháo ta thêm thơm hơn và đậm đà hơn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều một lần nữa. Và chúng ta sẽ cho một phần hành lá sắc khúc vào.
phần góc đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ chúng ta sẽ múc phần cháo này ra tô. Các bạn thấy không? Rất hấp dẫn. Phần bầu, phần nấm rơm và cháo đã hòa quyện vào, rất là ngon và hấp dẫn. Các bạn thấy không? Hấp dẫn. Chúng ta đã hoàn thành xong món cháo cá. Mời các bạn cùng hương thức với mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất của mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.